Cuối cùng ta cũng phát minh ra thuốc hồi trinh. Ta sẽ làm bá chủ thế giới này. Anh Hoàng ơi, lên ăn cơm, không là em đổ cho chó ăn này. Tiếng động gì vậy? Anh đang làm trò gì vậy? Oh my gosh! Ôi không. Ôi không, cái gì vậy? Sao em lại vào đây? Thứ đó là gì vậy? Đó là nghiên cứu khoa học của anh. Ôi, em đau bụng quá, em sắp sinh em bé rồi. Oh no! Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Cứu với có ai không? Một tiếng sau. Này anh kia, con của anh này. Nó là con trai, nhưng trông nó hơi lạ. Là sao vậy bác sĩ? Tôi không, nó là quái vật, không phải con tôi. Con tôi đâu rồi? Đây là con trai bạn. Đưa nó cho tôi muốn xem mặt nó. Đứa bé thật tội nghiệp. 6 năm sau. Bố ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Biến ra chỗ khác chơi. Vâng thưa mẹ. Bố ơi, chơi với con. Cút ra chỗ khác, đồ quái vật. Hả? Vợ ơi, em sao vậy? Mẹ ơi. Ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Bố ơi, mẹ ơi. Ai là anh Hoàng ra nhận con? Hả? Đây là con trai của anh. Ôi không, mong nó không phải là quái vật. Wow. Oh yeah. Ôi, nó đẹp trai như thông soái ca vậy. Bố mẹ đã về. Bố mẹ, con muốn chơi cùng em. Biến ra chỗ khác, mày sẽ làm nó sợ. Vâng, con biết rồi. Đưa con gấu bông đây, rồi biến. Tao nói là biến ra khỏi đây. Đừng khóc, bố thương. Sao không ai thương mình vậy? 6 năm sau. Em ném bóng nè, anh Đạt đỡ đi. Ôi không, em làm vỡ kính rồi. Mẹ ơi, bố ơi. Hả? Hả? Có chuyện gì vậy con trai mẹ? What?
Đạt, có chuyện gì vậy? Em Thông đã làm vỡ cửa sổ. Không, anh Đạt đã làm vỡ. Đạt, mày là thằng nói dối. Không phải con không nói dối. Thông ơi, đến giờ đi học rồi con. Đây là phần ăn sáng của con. Đồ ăn hết rồi, mau đi học đi. Dạ vâng, con chào mẹ. Cho mình hỏi đường này có phải là... Hả? Ôi quái vật, ở đây có quái vật. Sao mọi người lại như vậy? Hả? Mình phải kêu anh Đạt mới được. Thông ơi đi học thôi. Hả? Ôi không. Thông ơi, em đi đâu rồi? Ôi Thông ơi là Thông ơi. Ha ha, đúng là tên ngốc. Kem hồi kinh đây, mua ngay kẹo hết. Kem đây. Hả? Mua kem đi cu, đang giảm giá 99% đó. Cho một tạ kem sầu riêng chấm mắm tôm. Ok, cầm lấy. Mày có thấy những gì tao nghe không? Đuổi theo nó. Đưa tiền và kem đây, không mày sẽ bị nhốt với mình béo. Oh no! Chạy đâu thế cu em? Ôi không, anh Đạt ơi cứu em. Thông ơi, em đâu rồi? Hả? Là tiếng khóc của Thông. Cứu em với, anh Đạt. Thả em tao ra. Hả? Mày nói gì hả con ếch kia? Sao có con ếch to vậy? Không, là người khổng lồ xanh. Tránh xa tôi ra, quái vật. Thông, em có sao không? Tránh xa thằng bé đó ra, tên da xanh. Cháu là anh trai bạn ấy. Ôi không, quái vật. Khẩn cấp mau gọi FBI, người nhện, người sắt và hacker Jenna đến đây. Sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Cậu bé, cháu có bị quái vật làm hại không? Anh ấy là anh trai cháu, không phải quái vật.